Covid thì phải vậy như thế. Anh em đâu ai đeo khẩu trang luôn, đeo khẩu trang. Thì anh đang bệnh thì phải giữ gì à? Về già nhìn mấy ông này coi lại thấy ô hồi xưa mình trẻ thế bây giờ. Còn con trai được lựa làm bếp.